Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ đi thưởng thức món chè đơn giản thôi, đã hơn 40 năm rồi, trên đường Nguyễn Kiệm các bạn. Hướng ở trên đây là ngã tư Phú Nhuận, hai vợ chồng già bán hơn 40 năm, chỉ là quán tập nhỏ bên đường thôi nha các bạn. Đây là đường Nguyễn Kiệm hướng về vòng xoay Phạm Văn Đồng, công viên gia đình đây, khách mua rất là đông. Quán chè bà Tư các bạn, đã bán hơn 40 năm rồi. Chúng ta cùng vào bên trong coi hôm nay bà Tư bán những loại chè nào. Từ ở đây bán từ năm 76 đến giờ hả bà Tư? Em tăng giá năm 76 đúng rồi con. Để giá là 42 năm rồi đó. Sao bà Tư không lên giá rồi bà Tư bán có 5 ngàn hả bà Tư? Hồi xưa bán giá khác là phải giá này con. Hồi xưa 3 ngào, 5 ngào, 7 ngào một đồng. Bây giờ là lên giá rồi đó. Ủa mày có đi không? Sao mày biết gì giờ? Con đi, đâu có đi. Sao con thấy 5 ngàn bán còn rẻ á? Ừ, sao bà Tư đủ? Bán bình dân đó con ơi. Bán ngoài đường hồi sáng. Chủ yếu là khách quen hoặc là lớn. Cái đại đâu có tốn tiền mặt bằng gì đâu con. Dạ. Con đừng có cho một giờ. Bán vậy thôi con nào giờ. Lên giá thì con. Khách đứng chờ mua rất là đông hả các bạn. Đây là mỗi người là đa phần là mua mang về là một phần từ 3-4 phần trở lên hả các bạn. Một phần chỉ có 5 ngàn thôi. Hơn 40 năm rồi nhưng mà giá vẫn không đổi. Dạ con không thấy luôn á, hiếm lắm luôn á. Bà Tư hồi xưa giờ bà Tư bán một chỗ này không? Rồi, hôm nay bà Tư bán 5 loại chè các bạn ạ. Chè đèn dầu, chè chuối xương, chè đôi nước, chè táo sọt và chè đậu trắng. Chè đậu trắng. Tháng chè gì? Năm chè táo chè rồi. Thế của bà Tư hả? Tùy theo các thôi. Bữa này hết trước, bữa kia hết trước. Là khi nào hết bà Tư mới về á hả bà Tư? Đúng vậy con, chứ còn sao về? Để ngày mai bán. Không có được. À, phải bán hết trong ngày mới về. Bán hết những cái món này mới về. Sao bà Tư không có ai phụ bà Tư? Bà Tư bà đi thuê người bà Tư. Có giá mà nó đi làm không đứa nào phụ ai. Bữa nào thuê con đi. Bữa nào thuê con đi. Thôi thuê ông già này rồi. Thuê con già này mất chỗ nè. Không có thì con thấy bà Tư bán mà con không biết chè nào ra chè nào á, con chỉ biết chè chú nước nè. Đây là chè chú nước đây. Bà Tư bán hơn 40 năm rồi mà vẫn 5 loại chè không thay đổi hả bà Tư? Ở nhiều lắm không? Ở đó nhiều lắm, mày đó có mấy đứa cháu nó phụ đấy. Giờ nó đi làm hết rồi. Mình là chè táo sọn, táo sọn. Đây là chè chuối chú chân. Bà Tư
Thư bán chè trước số 504 đường Nguyễn Kiệm đó các bạn. Anh ăn lâu chưa anh? Sao mình nhớ nổi? À là rất là lâu rồi á hả? Anh ăn ở đây thấy... Nhà anh trước chợ thôi. Anh thấy ngon không anh? Được không? Hợp với anh không? Dễ, mình dễ ăn. À, một ngày mỗi lần anh mua là anh mua mấy vị? Tôi lúc thì 2 bình, lúc 3 bình. À, là mình anh ăn hay là có gia đình ăn nữa? Vợ anh ăn. À. Nhỏ thì mình anh ăn thôi. Hồi xưa giờ là vẫn một chỗ này thôi anh? Thấy giá ở đây thì sao anh? Quá bình dân luôn. Rẻ quá hả? Có 5.000 á. Giờ làm gì còn giá này trên thị trường nữa. Dạ đúng rồi. Đây là những lượt khách mới ăn xong ra về đây. Tấp tới rất là tấp nập các bạn. Cho nó cái công mình đỡ hơn. Dạ, lên 2.000 kém nha.
là mua 4-5 bịch trở lên không các bạn, tại vì chờ rất là lâu mà một món thì lại ít nữa, cho nên là đa số mọi người lại đây mua là mỗi loại một phần mang về. Không biết loại chè nó loại chè nào luôn. Nước chè nó đây là gọi chè thân. Dạ. Rồi chị ăn đây lâu chưa chị? Đây ăn cũng lâu rồi, nói chung chị mới gần 6 bà sáu. Bà 8 hay không? Bà 6, bà 6. Hai ông bà 6. Rồi mỗi lần chị mua là chị mua mấy bịch đó chứ đúng không? Không, chị ít ăn kẻ đó, chị đó là thường thường là người ta ăn nhiều. Chứ còn chị thì mỗi lần mua cái 2 bịch thôi à. Bên trong là ông Tư đó các bạn. Ông Tư ra đây mỗi ngày để phụ bà Tư rửa những cái chén mà thực khách đã ăn xong. Con chú là chú chân mà bà Tư. À thì chú chân. Chứ không phải chú nướng hả? À chú nướng đâu vậy. Người nước ngoài cũng đến rồi.